thay đổi bất thường trong cuộc tập trận lớn nhất lịch sử Nga chuẩn bị đối đầu Mỹ-NATO. Cuộc tập trận Vostok 2018 sẽ được tổ chức tại 5 khu huấn luyện quân sự và trên biển Nhật Bản, với sự tham gia của hơn 300.000 binh sĩ, 36.000 xe tăng, 1.000 máy bay cùng 80 tàu chiến và tàu hỗ trợ. Theo trang tin Al Jazeera, gần 3.200 binh sĩ trực thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này. Đáng chú ý, Vostok 2018 khai cuộc trùng với thời điểm diễn ra Diễn đàn Kinh tế kéo dài 3 ngày tại Vladivostok. Diễn đàn này cũng được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung, cùng với những biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Nga. Trao đổi với đài Sputnik ngày 11 tháng 9, chuyên gia phân tích an ninh và các vấn đề quốc tế Mark Sleboda cho biết, Vostok 2018 là cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất từng được Liên Xô Nga tổ chức và nó đã làm nổi bật mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Nga và Trung Quốc. Đây không phải chỉ là một cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ, mà nó còn liên quan đến quan hệ quân sự, chính trị, kinh tế, thậm chí là văn hóa. Ông Sleboda nói tiếp, nó một lần nữa cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược về quân sự, chính trị và kinh tế đang hình thành một liên minh. Theo vị chuyên gia, liên minh mới nảy nở này là kết quả của chính sách đối ngoại Mỹ áp dụng đối với Nga và Trung. Ông Sleboda cho hay, Mỹ đã thúc ép Trung Quốc trên cả phương diện kinh tế, chính trị và quân sự Biển Đông thông qua chiến tranh thương mại, các khoản thuế xuất nhập khẩu, các biện pháp trừng phạt, các chính sách tương tự cũng được họ áp đặt với Nga. Họ liên tục thúc ép và họ đang làm mọi thứ có thể để tạo ra cơn ác mộng địa chính trị tồi tệ nhất. Theo ông Sleboda, các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đang dẫn đến một tình thế hoàn toàn mới trên phương diện địa chính trị. Đồng quan điểm này, ông Fyodor Lukyanov, biên tập The Russia in Global Affairs, cho rằng là việc Nga, Trung Quốc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác là một sự đáp trả trực tiếp nhắm đến Mỹ. Ông Lukyanov nói, chúng ta có thể thấy rõ ràng mối quan hệ hữu nghị được thiết lập lại giữa Trung Quốc và Nga đang phát triển do những chính sách rất quyết đoán của Mỹ nhằm vào cả hai quốc gia này. Dựa vào đó, chúng ta có thể nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump chính là người bảo trợ lớn cho mối quan hệ đang được thắt chặt hơn giữa Nga và Trung. Theo hãng tin Sputnik, cuộc tập trận Vostok 2018 khép lại vào ngày 17 tháng 9, tức là kéo dài thêm 2 ngày so với dự kiến ban đầu là từ 11 đến 15 tháng 9 mà thôi. Phía quân đội Nga không nói rõ lý do vì sao có sự thay đổi trên, nhưng Sputnik lưu ý rằng Vostok 2018 diễn ra trùng thời điểm NATO tiến hành cuộc tập trận Rapid Trident 2018 tại Ukraine. Rapid Trident 2018 khai cuộc từ ngày 3 tháng 9 giữa Ukraine với Mỹ và các nước thành viên NATO, trong bối cảnh căng thẳng với Nga sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 9 2018, cùng với thời điểm kết thúc dự kiến ban đầu của Vostok 2018. Cuộc tập trận này diễn ra gần làng Starichi miền Tây Ukraine với sự tham gia của khoảng 2.200 quân nhân và 350 thiết bị quân sự được huy động từ 10 nước thành viên NATO và 4 nước thuộc Liên Xô cũ, Ukraine, Azerbaijan, Georgia và Moldova. Theo thông tin trên Twitter của Đại sứ Mỹ Marie Jovanovich, nhân lễ khai mạc, các nước tham gia muốn thể hiện sự đoàn kết với Ukraine về vấn đề an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tình hình miền đông Ukraine đã trở nên căng thẳng hơn sau khi ông Alexander Zakharchenko, lãnh đạo nước Cộng hòa Donetsk, tự tuyên bố bị ám sát. Ngày 30 tháng 9, quân đội Ukraine cho biết có 8 quân nhân bị thương trong vòng 24 giờ. Điều đáng nói là cùng ngày 3 tháng 9, lực lượng pháo binh và không quân hạm đội Baltic Nga cũng tập trận ngăn chặn và phá hủy trên quy mô lớn tại vùng Kaliningrad thuộc Nga, nằm giữa Litva và Ba Lan, chỉ một tuần trước khi cuộc diễn tập Vostok 2018 diễn ra. Theo Sputnik, hơn 2.000 quân nhân Nga cùng với hơn 200 vũ khí hạng nặng, máy bay trực thăng và chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận này. Việc Nga tiến hành hai cuộc tập trận liên tiếp trong thời gian Rapid Trident 2018 diễn ra có thể xem là một động thái nhằm răn đe NATO. Theo tiến sĩ Stephen Blank, thành viên cấp cao tại Hội đồng Chính sách Ngoại giao Mỹ, với Vostok 2018, Moscow dường như đang tập dượt cho một kịch bản chiến tranh toàn cầu, cùng với những tình huống xung đột nhỏ hơn có thể xảy ra. Kịch bản chiến tranh sẽ bao gồm tình huống phải sử dụng vũ khí hạt nhân, điều động các lực lượng quân sự và dân sự nhằm chống lại NATO. Việc triển khai lực lượng đường không tới Vostok 2018 cũng đặt ra khả năng các đợt tấn công từ trên không sẽ được tiến hành trong giai đoạn đầu cuộc chiến nếu nổ ra, và đây là điều mà Ukraine cần đặc biệt lưu tâm. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.